vâng, thưa quý vị khán giả, sang đến ngày hôm nay thì Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh và nóng đấy ạ. Nắng sẽ lên ngay từ sớm và kéo dài cho đến chiều. Mức nhiệt cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ cảm thấy nóng rõ khi mà nhiệt độ lên cao nhất trong ngày từ 33 đến 35 độ C. Sang đến khu vực miền Tây Nam Bộ, trời nóng nhưng mà sẽ dịu hơn so với miền Đông. Mức nhiệt cao nhất tại Cần Thơ, Rạch Giá, Châu Đốc, Cà Mau và các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ C. Với thành phố Cần Thơ, dự báo 8 giờ sáng thì trời khá mát mẻ với mức nhiệt là 26 độ C. Đến trưa và chiều thì trời cảm giác nắng mạnh và nóng rõ khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày là 33 độ C. Về chiều tối có mưa rào có thể xuất hiện thoáng qua nhưng mà với lượng nhỏ và rất nhanh. Thành phố Phú Quốc ngày hôm nay trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 độ C. Có gió biển thổi đều nên không khí thoáng đãng. Chuyển sang các thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, dự báo là ngày hôm nay thời tiết tốt, trời có mưa dông vài nơi, gió không quá cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, lưu ý là gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.